Mời bạn nữ. Chúng ta sẽ giới thiệu về mình cho đối phương bên kia biết. Con chào chú Quỳnh Linh. Chào con. Dạ anh chào chị Cát Tường. Em chào tên em. Là Lương Quang Huynh. Em năm nay 25 tuổi. Em sinh ra ở An Giang. Em đang công tác ở thành phố Hồ Chí Minh và An Giang. Em tức là công tác hai nơi luôn. Dạ đúng ạ. Lúc đi lúc về. Dạ. Làm nghề gì em? Kinh doanh cho gia đình, kinh doanh về trứng gia cầm. Coi như là tất cả các loại trứng đó hả? Chở trứng từ An Giang lên thành phố Hồ Chí Minh, chở đi chở về đúng không? Dạ đúng ạ, tất cả các loại trứng. Tức là đẻ trứng ở An Giang, bán ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Rồi, chào em giới thiệu đi em. Em tên là Thúy Dương, năm nay 26 tuổi, quê ở Đồng Nai. Hiện đang là quản trị giảng viên cho một công ty tổ hợp giáo dục. Em làm ở thành phố Hồ Chí Minh. À, mà có thích ăn trứng không? Thì lúc chị, những lúc nào mà trong tủ lạnh không có gì ăn thì mới thích ăn trứng đây. À, điểm mạnh và điểm yếu của mình. Ưu điểm của em là tự lập, nấu ăn cũng ngon, ngoại giao tốt. Nhược điểm của em thì rất là thích nấu ăn. Tuy nhiên là chỉ thích nấu cho những người mình yêu thích thôi. Và thích nấu thôi chứ không có thích dọn dẹp và rửa chén lắm. Trời đất ơi. Ê, bạn bán trứng, bạn có thích dọn dẹp nhà cửa không? Dạ có ạ. Vấn đề của em là em thích, rất thích về cái sự gọn gàng đó chị Cát Tường. À. Dạ. Nãy nghe nói là 25 tuổi phải không? Dạ đúng ạ. À, bên đây lớn hơn tuổi có vấn đề gì không bạn? Dạ không ạ. Lúc có đăng ký chương trình em có đăng ký là lớn hơn 1 tuổi cũng không sao ạ. Ồ. Thích người lớn tuổi hơn hả? Tại sao con? Thưa chú là... cái người lớn tuổi hơn giờ thì sẽ chững chạc trong cái con người của họ. Nên con thích cái sự chững chạc hơn là thích tin. Cái này hay. Con đã có mấy mối tình rồi? Dạ mối tình chính thức của con á là con có một mối tình. Còn không chính thức? Thì con không biết. Còn mối tình chính thức đó kéo dài bao lâu? 3 năm rồi, kể từ con học lớp 9. Trời đất ơi, lớp 9 là yêu rồi đó hả? Dạ con chưa có yêu, con rung động thôi chú. Rung động 3 năm. Và khi tỏ tình được là cái bạn nữ lấy chồng. Hay quá. Là tới giờ luôn á hả cưng? Em ấy tới giờ luôn á chị Cát Tường. Chị sao hả? Mà bao nhiêu lâu nay rồi không quen được ai? Khi mà tìm hiểu á, em phát hiện được á là cái bạn nữ hoặc là cái đối phương đó ham chơi với còn trẻ quá. Con không có thích vấn đề đó, con thích một cái con sự... làm như con già lắm vậy. Nó là trẻ. Nếu mà bạn trai mình nhỏ hơn mình tuổi thì em có vấn đề gì không? Nhỏ hơn một tuổi thì không sao, nhưng mà tùy thuộc vào tính cách nữa. Nếu mà tính cách mà chững chạc và chín chắn thì vẫn ok. Thôi, bên đây chững chạc chín chắn ta có râu rồi đó nha. Còn về tình trường của mình thì em có mối tình nào chưa? À, em có 2 mối tình. Rồi bây giờ ở không là bao nhiêu lâu rồi? Hơn 1 năm. Hơn 1 năm. Dạ. Bây giờ muốn kiếm một người như thế nào? Về ngoại hình thì mặc đồ thì cũng có style tí xíu. Tính cách phải là chững chạc, trưởng thành và có kế hoạch trong tương lai. Em không thích bạn trai của em là một người gia trưởng nè, ngoài không hút thuốc. Có những cái tính mà giống như là đàn bà, chẳng hạn như là hay soi mói nè, hay để ý, hay càm ràm, đặc biệt là keo kiệt. Còn có cái gì trong những cái thứ đó không? Gia trưởng có không? Dạ thưa chú là không ạ. Càm ràm có không? Dạ không luôn ạ. Keo kiệt có không? Dạ có ạ. Hả? Có không? Keo kiệt ở những cái nơi mà mình đáng keo kiệt. Khi đi... Dạ con biết nó làm sao. Giống như là đi bỏ trứng mà một chục là đủ một chục. Dạ. Chứ không có thể tặng thêm. Cho buôn so tức là buôn bán mà. Mình phải dạ. Tính toán. Dạ, từng đồng từng cắt luôn. Vui chơi hay gì bạn bè hay là trong gia đình thì là thoải mái. Đúng dạ, không? Dạ, ý đúng con rồi. Là vậy đúng không? Dạ đúng ạ. Đúng rồi, chú cũng ý gì nghĩ gì. Hay đó. Quá. Có nhậu nhẹt hút thuốc gì không con? Dạ thưa chị là em không có hút thuốc với lại có nhậu nhưng mà chỉ là nhậu với lại... Nhậu với trứng thôi. Nhậu với anh trong gia đình thôi ạ. À. Dạ. Con muốn tìm người yêu thế nào con diễn tả cho chú qua chú coi coi giống không? Cao một chút. Mà chút là bao nhiêu? Xếp 6 chút. Gì nữa? Điềm đạm một chút. Nói nhiều. Phụ nữ hay nói nhiều lắm, hay càm ràm lắm con. Dạ. Cái này phải chịu thôi. Chú chịu lâu lắm rồi. Còn gì nữa? Đặc biệt không vô duyên. Sợ vô duyên lắm hả? Dạ. Không, đôi khi vô duyên nó cũng thành có duyên đó con. Sao biết vô duyên quá hay không? Nghe là cười là ta có duyên rồi đó. Vậy nãy giờ con nói khán giả cười là con vô duyên. Cũng có khi á. cái vô duyên nó lạ lắm con. Đôi khi á là nói ra cái ta cười rần rần, ta nói vô duyên quá mà. Dạ. Vô duyên có duyên. Có duyên nó khác. Dạ. Để chú qua chú hỏi coi. Mình nói sao nha. Chờ chú một chút nha. Dạ. Trời ơi dễ thương quá. Anh nó nói vậy đó. Mình thấy mình được không? Về những cái tiêu chí đó thì chắc là được khoảng 70-80%. Vậy là được rồi. Quá tốt rồi. Bên đây hiền lành, chất phác, thà lắm. Được á.
dễ thương lắm. Dạ. Trắng tươi dạ, trắng hơn con nhiều quá con. Dạ, em chào chị Cát Tường. À, chào em. Nay có đem mớ trứng nào lên không? Dạ không. Để gần ngày đầu tiên tôi gọi tặng đem trứng lên tặng bạn gái, tặng cái này chi? Tại vì trứng chưa có kiểm dịch kịp chị thôi. Đúng rồi, phải vệ sinh an toàn thực phẩm, phải kiểm dịch đàng hoàng. Mà hồi đó giờ đi buôn bán trứng này có dành dụm được gì chưa mà đòi lấy vợ? Dạ, ngoại trừ trứng ra là em cũng có một chút tiền. Dạ. Được, được, nghe 25 tuổi dữ ha. Vừa có trứng vừa có tiền nữa. Rồi gì nữa, gì nữa? Dạ, hết rồi chị. Nhưng mà ở thành phố rồi ở đâu? Dạ em ở nhà. Nhà nào? Dạ nhà em ở quận 6 ạ. À, nhà đó là nhà gì? Nhà ấp trứng. Dạ không, nhà là nhà nhà để ở ạ. À, nhà để ở. À, dạ. Nhà là của ai? Dạ của ba, sắp cho em. Vậy hả? Trời ơi. Chắc không? Có giấy nhưng thiếu chữ ký rồi ạ. Thiếu chữ ký của ai? Dạ của ba ạ. Giấy nó làm rồi, nó dạ, tự viết luôn rồi mà chưa ký thôi. Dạ. Yên tâm lấy vợ xong ký. Nghe nè. Dạ. Cạo cái râu cái này đi nha. Trời ơi, tôi ghét ai để râu đi ghê luôn á. Trời ơi, thiệt trẻ là mình cứ trẻ, có tiền có túi đầy là được rồi. Dạ, không đâu có cần mình để râu cho mình già chứ. Dạ em không có tiền túi dễ bự. Chứ tiền để em đâu? Thẻ hả? Thẻ em thẻ. Thằng này nó ghê lắm bởi vì. Rồi tôi chịu rồi đó. Việc. Trời ơi, đây là đàn trai ngon lành, đừng có giỡn mà. Ngon lành, ngon lành. Được, được, được em. Hơi bị ngon à. Được, được. Có đi với người thân không? Dạ có. Đi với ai? Em gái và bạn luôn. Thấy anh bán trứng nó được không? Em thấy ngoại hình thì cũng được, tính cách thì thấy không hợp với chị lắm. Theo chị thì chị muốn người chững chạc hơn và lớn tuổi hơn chị. À em thấy vậy ha. Nhà kinh doanh thì rất là chững chạc nha. Thay thế ba mẹ đúng không? Dạ. Đi giao trứng, chuyển ta còn trứng. Một trong nhà đó. Trời ơi người ta chững chạc lắm á, nói vậy vui thôi. Rất có duyên. Em suy nghĩ lại đi. Em có đi với ai không? Dạ có, em đi với lại anh họ của em. Ước gì phải đi với ba để hỏi vụ giấy tờ nhà luôn. Ơi anh họ đâu rồi? Rồi anh nói, anh thấy sao anh nói đi anh. Thôi mình thấy bạn nữ bên đây á là đạt đúng yêu cầu của Vinh á, rất là chững chạc, rất là dễ thương. Dạ. Cố gắng nắm bắt bằng mọi giá nha Vinh. Được á. Thôi bây giờ cho hai trẻ gặp nhau cái đi ha. Kéo màn lên. Rồi. Đàn trai dễ thương lắm nha. Nào. Chào bạn. Có bó hoa tặng cho bạn. Em đại đi, thể hiện đàn ông mùm em. Cho mình hỏi là cái tính cách của bạn á, có nghĩa là mình là thuộc người là thích nói nhiều hay là ít nói hay là như thế nào? À, cái tính cách đó cũng phụ thuộc vào cái môi trường, tức là một cái môi trường như là một cái sân chơi nào đó thì mình sẽ hòa hợp vào đó để mình nói nhiều để cho cái không khí lên. Khi mình đi công việc hay là đi công tác á thì mình là ít nói lại, mình lắng nghe khách hàng nhiều hơn. Hoặc là giống như là hôm nay nếu mà được hẹn hò với bạn thì mình sẽ ít nói để lắng nghe bạn nói nhiều hơn. Thấy chưa? Quá hay. À, lúc nãy thì mình cũng có chia sẻ hiện tại là công việc của mình ở Hồ Chí Minh. Yeah. Thì nếu như mà mình muốn ở Hồ Chí Minh thì sao? Cũng chấp nhận được, tại vì là nhà quận 6. Nhà quận 6, tại vì tại vì á mình kinh doanh á thì chắc tương lai thì mình cũng sẽ ở thành phố Hồ Chí Minh thôi. Bạn rất thích ngăn nắp gọn gàng nhưng mà không có bạn. Ở đây không ai là bạn của bạn hết luôn. Anh rất là thích ngăn nắp và gọn gàng nhưng mà đôi khi á thì em nói em rất thích nấu ăn nhưng mà không thích dọn dẹp rửa chén. Cái con đường mà đến tình yêu á là đi ngang cái bao tử, chỉ cần em nấu ăn ngon là anh vui vẻ, anh sẽ dọn dẹp hết, không sao cả. Bây giờ về miền Tây á là phải biết hát cải lương. Em có biết hát cải lương không? À, em không biết hát, chỉ biết là MC thôi. Em giờ em đứng lên em giới thiệu. Làm MC em giới thiệu sau đó rồi bạn kia hát. Em ngồi từ ngồi đó từng. Rồi đó hai người làm đi. Lần đầu tiên xin cho phép thì Dương gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đã đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Hôm nay chị Cát Tường đang trong giai đoạn hẹn hò và hâm nóng tình yêu cùng với bạn trai ở Hawaii. Cho nên là thì Dương sẽ thay thế chị Cát Tường dẫn chương trình ngày hôm nay. Thì rất là hy vọng nhận được sự ủng hộ cũng như là sự yêu quý của quý vị khán giả dành cho thì Dương như là đã dành cho chị Cát Tường ạ. À, sau đây chúng ta sẽ đến với một ca khúc của một bạn nam tham gia chương trình ngày hôm nay. Để phù hợp với lại cái không khí rất là vui nhộn và vui nhộn là mệt á. À, để hâm nóng cuộc tình giữa chị Cát Tường và chú Quyền Linh. Trời ơi. Em xin gửi đến một trích đoạn cải lương phù hợp với lại không khí, đó là tiếng trống Mai Linh. Đó. Chào giờ con ca khúc đầu hay là điệp? Trời ơi, muốn khúc nào hay nhất?
phu nhân ơi, khăn trống đêm nay sẽ làm trắng đêm tâm sự, thì ba lại tạ từ của phu nhân cũng tròn tình vẹn nghĩa. Dạ hết. Vậy thôi hả? Dạ. Giới thiệu hoành tráng ngôi hát bể. Lỡ tao bán vé rồi ra bể kèo thiệt luôn á. Hai đứa làm coi bữa coi hoành tráng coi thôi. Mây vừa ghé qua sân, mây vừa ôm em đây. Sau khi dù tìm tóc em vào tìm bờ môi phai. 1, 2, 3 bấm nút. Nút hư rồi. Bây giờ chúng ta nói chuyện về tình yêu. Khi mà kéo màn lên khi gặp được em thì bây giờ thì rung động rồi. Chắc chắn là anh sẽ nắm bắt cái thời cơ đó. Chưa gặp thì em nghe cách nói chuyện như vậy thì chắc chắn là đúng là như em nghe em nói sẽ không phù hợp. Nhưng mà khi gặp lại thì thấy cũng không như lúc đầu em nghĩ, cho nên là em đang cảm thấy hoang mang. Đó không phải là hoang mang, đó là sự thay đổi diệu kỳ đó em. Chúng ta sẽ có những cái phút, những giây suy nghĩ thật kỹ để nói lên tiếng nói của con tim mình. 1 3 Xong rồi đó, 1, 2, 3 đó. 2 3 Hết thời gian. Một cái kết hơi bị bất ngờ quá. Lý do tại sao con không bấm? Câu cuối thì Dương nói là đang hoang mang. Những lúc như vậy á, chùng bước. Thì nếu đã chùng bước rồi á, không có cố gắng rồi thì bản thân con cũng sẽ là gọi là bất lực trong cái vấn đề mà gọi là bồi đắp thêm nữa. Bạn gái? Em chưa cảm nhận được cái Thôi, cái đó là chủ quyền lựa chọn các bạn. Sao cũng rất là tôn trọng quyết định của hai bạn. Mong rằng các bạn sẽ có nhiều cơ hội nữa. Đây là cơ hội tôi nghĩ rằng rất là tốt mà các bạn đã bỏ qua. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ, cảm ơn. Rồi, một chàng trai cũng rất bản lĩnh, dễ thương. Một cô gái cũng năng động ha. Thôi, mỗi người một con đường, chúng ta tự đi, tự tìm. Đại khái là em ế cũng lâu rồi. Em chỉ cần cái người phụ nữ đó là quan tâm, chia sẻ và lo cho gia đình như vậy là được. Đơn giản vậy thôi. Tại vì mình chưa đánh giá được cái bản thân mình nên em không đánh giá được bản thân mình. Rất hay. Một cái kết quá bất ngờ. Cô gái không bấm nhưng mà em bất ngờ là chàng trai cũng không bấm luôn. Đó là cá tính của mọi người. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm sự lựa chọn của cặp đôi thứ hai. Hả Mang. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Mời đi bạn. Rồi, mời em ngồi. Em tự giới thiệu về mình. Em là Phương Thảo, 31 tuổi, quê tại Quảng Nam và đang là nhân viên ngân hàng tại thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, mời bạn trai. Dạ, chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường và tất cả mọi người có khán phòng hôm nay. Một ngày thật là vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Dạ, mình tên là Lý Trường Giang, năm nay mình 28 tuổi, mình sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của mình là nhân viên lái xe taxi. Ở đâu bạn, quận mấy? Dạ, em ở quận 3. Chà, một bên có 28, một bên 31, có vấn đề gì không ta? Đâu vấn đề gì đâu, trời ơi. Em thì không vấn đề, 10 tuổi em cũng không vấn đề nữa. Nhưng mà nhiều khi mấy người ta tham gia, người ta có vấn đề thì mình phải hỏi trước chứ. Dạ không chị, lúc đầu em cũng đã nói rồi là kiếm một người bằng tuổi em hoặc hay là lớn hơn em. Em va chạm với cuộc sống ngoài đời rất là nhiều, nên em hiểu được cái tính cách những cái người mà lớn tuổi như thế nào đó, họ có chững chạc trong cuộc sống hơn. Là bạn có tự tin là bạn sẽ có thể bảo bọc được một người phụ nữ lớn tuổi hơn mình không? Dạ cái điều đó em chắc chắn. Dạ. Rồi vậy để nghe cô gái chững chạc bên này chia sẻ một chút nha. Trước giờ bạn bè chơi với em thì thường nhận xét em là người hơi dễ dãi tí, không chơi chị. Nếu mà yêu cầu về chững chạc thì em sợ em không đáp ứng được cái đó lắm đâu. Bạn trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ được 2 mối tình ạ. Nói ra nhiều quê lắm nhưng mà đại khái là em ế cũng lâu rồi. Tại sao ế? Nguyên nhân? Chắc là do em lười lắm. Lười là lười cái gì? Tại vì công việc của em ngân hàng ấy thì về rất là trễ chị. Thường em muốn có cái thời gian uống cà phê, xem phim với bạn bè thân. Thì em thích hơn là phải bắt đầu một cái mối quan hệ nó gò bó. Thì tìm ra hiểu rồi này kia. Đúng rồi, nên là em lười. Lười có bạn trai? Dạ lười. Vậy tại sao bên này là tìm đến đây? Dạ giờ gia đình thì cũng hối quá, ba mẹ thì cũng lớn tuổi rồi. Nên là em muốn thoát ế. Muốn thoát ế phải không? Rồi mời bạn trai. Bạn cảm thấy như thế nào với những chia sẻ vừa rồi? Dạ em trải qua một mối tình khoảng cỡ 2 năm. Lý do tại sao mình chia tay?
đầu gia đình cô ấy cũng chấp nhận, nhưng mà sau này thì gia đình cô ấy thấy cái hoàn cảnh của em, cái công việc của em, nên gia đình cô ấy là chuyển hướng cô ấy là kiếm một cái hướng khác nó tốt hơn. Và bạn chấp nhận để mối tình nó ra đi. Tại vì mình không có muốn cái ràng buộc mà một cái sự tình cảm nào đó mà ép buộc, nên em đồng cảm với cô ấy là nhường quyền quyết định lại cho cô ấy. Mình có thấy rằng mình có lỗi gì trong cuộc tình đó hay không? Dạ không, không bao giờ em có lỗi trong cuộc tình, tại vì quan điểm của em là sống như là cha mẹ của em vậy đó, thương nhau mà sống với nhau chỉ có như vậy thôi. Sau mấy năm rồi mình không tìm được người nào khác? Dạ có thể là do cái công việc ngày đây mấy đó, với vấn đề là cái thời gian của mình là sáng mình đi làm tới ngày mai mình mới về mình giao xe cho người ta, nên cái công việc của em thời gian hơi khó chút ha. Dạ. Bây giờ nếu như mà tìm được một nửa yêu thương của mình rồi, dạ, thì mình tính tới cái điều gì xa hơn không? Dạ có, mình cũng lớn rồi, mình muốn có ổn định cái cuộc sống để cho gia đình mình với cha mẹ mình có một cái người con dâu nào đó. Nếu được thì khoảng bao nhiêu lâu em có thể đi đến hôn nhân được? Nếu mà được trong vòng khoảng một năm, tại vì hiện tại là mình đang ở nhà thuê. Tại ngày xưa em cũng có nhà cửa ở Sài Gòn, nhưng mà sau làm ăn này kia nọ trong gia đình biến cố nên mình thay đổi cái cuộc sống. Có thể là trong vòng năm sau mình có thể là mình mua nhà, xong rồi đó mình sẽ dự định cái chuyện kế tiếp tương lai xa hơn. Thế là có kế hoạch mua nhà rồi đúng không? Dạ, tính toán mua nhà rồi thì bởi vì trong cái thời gian mà mình tìm hiểu là tới đó là vừa để mình tiến tới xa hơn. Trời, một cuộc sống, một chàng trai rất là chững chạc. Bạn nữ mình định bao lâu thì tiến tới hôn nhân được? Dạ một năm là hợp lý. Hợp lý rồi ha. Vậy bây giờ bạn muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Về tính cách thì em thích bạn trai thoải mái. Dạ chào anh. Em cũng hơi nhỏ nên là em thích bạn trai cao một xíu. Cao, có cao không? Cao không? Dạ cao, cao. Không hói. Có hói sao vậy? Người đứng kế bên cũng có hói. Không, anh thì không thuộc phạm trù của em rồi. Cái người kia cũng giống giống anh vậy đó. Vậy hả? Chết rồi. Tại sao không thích hói? Hói có dính dáng được cái gì đâu. Hói sinh con đâu không có đẹp anh. Sao không biết hói sinh con không đẹp? Di truyền, cái bệnh đó là di truyền em biết. Cái đó sao gọi là bệnh? Hói miễn sao người ta thương vợ, thương con, người ta lo lắng cho gia đình, người ta chung thủy thì được rồi. Hói đâu liên quan gì tới chuyện kia đâu. Cái người không hói đủ, người ta không thương mình, người ta không lo cho gia đình. Anh chọn cái nào? Hói ít thôi. Hói ít thôi hả? Dạ, hói ít từ từ nó sẽ hói nhiều, anh biết mà. Kiểm tra lại hói dữ không? Không anh, tại mới hớt tóc cao cao chút xíu thôi. Làm gì hói quá, lấy di truyền dễ đen thù lùi vậy? Đâu có, tóc có gì thôi. Đó, những cái yêu cầu của nó em có dạ, đáp ứng gì được không? Dạ được anh. Được ha. Thấy, dạ chào chị. Dạ. Đâu có đến nỗi nào đâu. Làm gì thôi. Dạ. Được, cao nhiêu? Dạ cao 1m7 chị. Được. Rồi quá hợp lý rồi, sao đen quá vậy? Dạ tại chạy xe ngoài nắng nó nắng hất vô nên. Đi xe taxi máy lạnh không à? Dạ máy lạnh nhưng mà cái kiến mình nếu mà mình che lại thì mình không có thấy được quan sát xung quanh. Cái nghề taxi là mắt mình phải lẹ ngó tới ngó lui để kiếm khách này kia nọ. Liếc qua liếc lại ha. Dạ. Hay vậy, lái taxi mấy năm mà giờ có tiền mua chuẩn bị mua nhà được rồi. Dạ thì em chạy xe được 4 năm. Lái xe là giờ khá lắm đó em. Khá lắm hả? Tháng mười mấy triệu là bình thường. Dạ đúng rồi nhưng mà nó hơi cực anh. Đúng rồi, cực rồi mình thanh niên mà dạ, phải chịu cực chứ. Thì cái vấn đề cực này kia nọ em quen rồi chị ơi. Những cái người lái xe bây giờ có người lái xe tháng mấy chục triệu chứ không phải là mười mấy triệu dạ, nữa. Đúng rồi. Bây giờ em muốn người phụ nữ như thế nào? Em rất là đơn giản, em chỉ cần cái người phụ nữ đó là quan tâm, chia sẻ và lo cho gia đình như vậy là được. Đơn giản vậy thôi. Đơn giản thôi, em không có cần. Không cần ngoại hình cao, ốm, dạ, đẹp, xấu gì hết trơn hả? Em không có quan trọng cái gì đó, tại vì mình chưa đánh giá được cái bản thân mình nên em không đánh giá được bản thân của người khác. Bây giờ lấy nhau về mình ở có làm dâu gì không em? Tại vì gia đình thì chỉ có một mình em thôi, em muốn cái người phụ nữ đó là thông cảm và hiểu được cái hoàn cảnh của em để mà để cho cái cuộc sống tốt hơn. Dạ. Ừ. Yeah. Có nghĩa là sẽ làm dâu đúng không? Ở với ba mẹ mình đúng không? Dạ, yeah, nếu mà sau này không muốn ở thì có thể mình ra ở riêng. Dạ. Ừ. Yeah. Ok, vậy là quá tốt rồi. Được rồi, bạn trai quá chững chạc, công việc ổn định. Hôm nay em có đi với ai không? Dạ có mấy anh em đồng nghiệp. Chà, thì anh thì... nhận xét thấy cô bạn gái bên này như thế nào ạ? Đúng ý Giang rồi, Giang, được á. Ok nha, còn ăn thua em á. Ủa đúng ý là sao biết ý anh luôn hả? Dạ đồng nghiệp mà chị. Hai anh em chạy chung xe chứ. Dạ. À, Giang là người như thế nào anh? Giang hiền lắm chị, tốt bụng, hay làm từ thiện, rất tốt. Có tật xấu gì không? Không anh. Không nhậu luôn, không hút thuốc luôn. Không nhậu không hút dạ, thuốc. Có bồ bịch lăng nhăng trên xe không? Không. Giang gì vậy chị? Gì lăng nhăng trên xe? Thì lên xe cái chở cô nào đẹp cứ hỏi em đâu cho số điện thoại, không cho anh cho địa chỉ thì anh làm hoài. Ủa? Khách anh đâu có lấy xe đâu làm. Khách xin thì có, với mình không có cho. Rồi, cảm ơn anh. Mình có đi với ai không em? Dạ, em đi với các bạn đồng nghiệp ạ. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường. Theo như những gì em quan sát từ hồi nãy giờ đối với bạn nam bên đây á, về ngoại hình thì có thể là đáp ứng được tiêu chí của chị Thảo rồi, đó là cao, không có hói, mặc dù tóc thì hơi ít một xíu.
Mặc dù là nhỏ hơn chị Thảo 3 tuổi nhưng mà bên ngoài thì nhìn cũng rất là chững chạc. Và tính tình á, em cảm thấy là cũng là một người rất thoải mái. Chị Thảo thì là một người thích sống hướng ngoại, cho nên nếu mà một người phụ nữ quá thiên về gia đình á, thì chị Thảo chưa phải là người như vậy. Nhưng mà chị Thảo là một người tính rất là tốt, một người là dễ tính nhưng mà không phải là dễ dãi. Em thấy là cũng khá tương thích với chị Thảo. Thì bây giờ là chờ chị Thảo gặp mặt và trao đổi thêm thông tin và quyết định. Rồi, kéo màn. Mời hai bạn. Lần đầu tiên tới đây không có thì gửi tặng bạn nếu mà. Cảm ơn bạn. Thì công việc của mình là thường làm nguyên tuần hay là như thế nào? Cái công việc của mình là một ngày chạy, một ngày nghỉ. Tức là mình sẽ thường là sẽ đi sớm và về rất là muộn. Dạ, do cái thời gian, tại vì mình ôm một chiếc xe như vậy đó, có thể là cái thời gian mình nó linh động. Có thể là trưa, 1-2 giờ trưa mình cảm thấy mệt quá thì mình về mình nghỉ ngã lưng chút xíu, 1-2 tiếng. Đầu ra mình chạy tiếp, nó không có ràng buộc của mình. Chạy nhiều thì có tiền, nhiều chạy ít thì mình có tiền. Dạ ít, đúng rồi, cái nghề taxi thì phải cài mới có tiền. Tại vì mình là rất là thích đi du lịch. Dạ. Bạn có thể sắp xếp được cái công việc mà. Dạ đúng rồi, vẫn được, có dạ, thể là hoài. Làm gì đi phỏng vấn vậy? Dạ hoài. Quê mình đó là ở miền Trung. Dạ. Hầu như là Tết nào cũng phải về quê hết. Mình rất thích đi, mình rất đi chơi xa. Tại vì hồi nhỏ lớn thì sống ở Sài Gòn không à. Sau này mà nếu mà có tiến tới á, dạ, thì Tết bạn có thể về quê mình để ăn Tết trong cái ngày ví dụ như mùng 1, mùng 2, mùng 3. Được, cái đó có thể là mình đi được. Mùng 2, mùng 3 Tết là ngày kiếm tiền đó, đi. Nói với nhau một chút xíu về chuyện đám cưới hay là hẹn hò, con cái gì đi. Cái chuyện mà đám cưới á, thì mình đã chuẩn bị từ rất là lâu rồi. Những cái đồ như là sính lễ hay vấn đề đó là mình đã để sẵn trong tủ khóa lại rồi. Đó chỉ chờ cái người mà mình lấy làm vợ thôi. Bạn mua lâu chứ? Những cái đồ đám cưới là mình mua cách đây khoảng cỡ 6 tháng. Từ khi mà đăng ký tham gia chương trình. Mỗi người nói một câu cuối cùng để chúng ta quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Và tôi đề nghị là phải kêu nhau anh em chứ không có bạn nữa nha. Bạn nữ lớn tuổi nói trước. Ủa sao kỳ anh em mà sao lại kêu anh em tôi rồi. Thích vậy, tôi thích vậy. Rồi, 2, 3. Nói chung là tại vì cũng hơi háo sắc tí. Nên là về ngoại hình thì cũng ok. Và anh rất là ok. Dạ, anh cũng rất là, anh rất là ok. Cảm ơn bạn. Bạn cái gì nữa, người ta đã phụ nữ, người ta đã vậy rồi mà. Cảm ơn em. Thì anh cũng không có gì nói nhiều hơn là sau cái chương trình này hy vọng là mình sẽ tìm hiểu và tiến hóa xa hơn. Rồi, hết thời gian. Suy nghĩ nha. 1 2 3. Chúc mừng chàng lái taxi ha. Chúng ta sẽ có những chiếc vé xem phim của chương trình để các bạn có thể thời gian tìm hiểu kỹ hơn để tặng các bạn. Dạ, cảm ơn chị. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Brilus. Dạ. Dạ, cảm ơn chị. Gửi tặng hai bạn một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc là thành phố Hồ Chí Minh, tại các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Và hai bạn nắm tay nhau đi. Anh thấy tay em sao? Mềm với ấm. Mềm với ấm. Rồi đây quà tặng của em. Anh cầm này. Dạ. Anh mình cầm này. Anh em mình thiếu bản lĩnh. Rồi mời hai bạn đi xem phim. Dạ cảm ơn. Con là ai? Bạn bè, chị em trong nhân. Phụ nữ thì ta có cái chiều sâu hơn, thể hiện bộc lộ cảm xúc rất là dễ dàng, cho nên là nhiều lúc cũng dễ làm đối phương cũng cảm thấy khó chịu. Xin chào cả nhà, và bây giờ thì chúng tôi đã ngồi vào vị trí của mình rồi, còn thiếu cô bạn gái nữa thôi. Không biết là chàng trai bây giờ tâm trạng đang như thế nào, chắc là cũng đang rất là hồi hộp. Sao bị che mắt nãy giờ trong bóng đêm, cảm thấy trong người như thế nào? Hồi hộp ha. Và không để cho chàng trai này chờ lâu nữa, Cát Tường sẽ vào bên trong và sẽ mời cô gái trong chương trình ngày hôm nay xuất hiện quý vị nha. Rồi vô vườn. Rồi bên phải là ghế của mình. Rồi vào vị trí rồi, các bạn có thể mở mặt nạ của mình ra. Wow. Rồi hello em. Vén tóc lên cho đẹp trai cái coi.
À, chào hai bạn. Đầu tiên là hai em sẽ giới thiệu về bản thân mình trước. Rồi em gái giới thiệu cho mình đi cưng. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào bạn Nam và tất cả khán giả đang xem là truyền hình. Em tên là Thủy Tiên, năm nay em được 22 tuổi. Em qua Mỹ được 10 năm rồi. Em ở Việt Nam thì em sống ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Hiện tại bây giờ công việc của em là em làm Financial Analyst. Làm cái gì? Financial Analyst là cố vấn tài chính chị. Ở một công ty tư nhân ở trên Irvine gần chỗ em tốt nghiệp đại học. Em đang ở chỗ nào? Hiện tại ở chỗ hiện nào? Hiện tại bây giờ em đang ở Anaheim. Em đang ở với ai vậy đó? Em ở với ba mẹ và chị gái và anh rể. Thế mình đi ra đây cả gia đình luôn hả em? Dạ, ba mẹ thì mới qua, tụi em thì qua đây cũng lâu rồi. Em biết nơi bạn gái vừa giới thiệu không? Chỗ ở rồi đó, biết không? Xa hay gần đối với em? Gần. Gần. Rồi em giới thiệu về mình đi. Hai chị Cát Tường chào mọi người. Mình tên là Diệp Trọng Tính. Năm nay mình 26 tuổi. Hiện giờ mình qua Mỹ được 5 năm rồi. Giờ mình đang chạy Lyft, Uber. Rồi mình có làm thêm ở T-Mobile nữa. Làm đó là làm gì? Làm về phone. Em đi qua bên này là đi qua bằng là diễn gì? Bảo lãnh. Gia đình bảo lãnh. Dạ, gia đình được bảo 5 lãnh. Năm. Dạ, được. Ok, bây giờ giới thiệu một chút xíu nữa về những điểm mạnh, điểm yếu, những sở thích gì của mình. Muốn giới thiệu gì cho đối phương biết về mình? Điểm mạnh. Đừng nói không có điểm mạnh gì hết nha. Điểm mạnh hả? Thì maybe là từ nhỏ lớn không biết giận là gì. Không biết giận là gì? Dạ. Không ai làm em giận hết. Cái gì kỳ vậy? Người không có cảm xúc hả? Em hồi đó giờ em có hay giận ai không? Dạ có. Giận lâu không? Dạ cũng lâu, tại vì cũng không, cũng tùy chuyện vậy. Tại vì tính em thì cái nhược điểm của em là em hay thể hiện bộc lộ cảm xúc rất là dễ dàng. Cho nên là nhiều lúc cũng dễ làm đối phương cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng mà bây giờ đang tập sửa chữa, thay đổi từ từ cũng dần thì cũng bớt hơn lại rồi. Mà em nghe một chàng trai mà không biết giận thì em cảm thấy anh ấy như thế nào? À, không biết giận thì cũng đỡ. Để em giận kém cũng được. Để giận kém cũng được. Vậy còn điểm yếu của mình là gì? Nhiều người nói em hơi bị khô. Khô là sao? Mà dạng như là em không có lãng mạn hay là cái gì đó. Người ta nói không biết em thích cái gì hết. Tại vì em bị đơ cảm xúc á. Ví dụ người ta phải có lúc vui, lúc buồn. Nào em cũng bình thường, cười là em bị đơ cảm xúc. Có thể. Có thể luôn hả? Nói vậy cũng không giận luôn hả? Có thể. Trời đất ơi, gì kỳ vậy? Cái gì mình không thích mình phải phản bác liền. Mình phải đấu tranh để bảo vệ cho mình. Rồi thế em gái, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, dễ thích nghi với môi trường mới, cũng dễ chịu nữa. Điểm yếu của em thì như em đã chia sẻ là em hơi bị thẳng tính. Nhiều lúc cãi lộn thì cũng hay im im. Thường thấy là hai bạn này cũng có một số điểm khá tương đồng với nhau đó. Cô này thì cô cũng hay giận, mà anh này thì anh không biết giận. Cho nên là em cứ giận thoải mái, em cứ đưa cảm xúc thoải mái. Cô ấy giận riết rồi cô chán, cô sẽ nghỉ giận. Không biết hình dung các bạn mà hẹn hò đi chơi với nhau thì nó sẽ như thế nào ta. Mình phải biểu hiện cảm xúc để người ta biết mình vui hay buồn hay thích hay không thích hay gì đó. Mình đôi lúc phải có làm bộ giận dữ lên cho cái mình có giá trị lên chút xíu nha. Rồi em nói á, là điểm mạnh của em á, là em dễ kết bạn đúng không? Dạ. Vậy tại sao lại không có bạn trai mà phải nhờ đến chương trình, nhờ đến chị Cát Tường? Cái này thật sự ra là có lẽ là cũng vì chưa tới duyên chị. Hồi học, trước khi lên đại học thì em chưa muốn kiếm bạn trai. Này đại học thì cũng muốn đi học, cũng có gặp vài người bạn. Cái điều mấy bạn mà em cảm nắng chút xíu, mấy bạn nó gay. Nó gay. Trời đất ơi, em không thể phân biệt được ai là trai ai là gay sao? Mấy người mà em gặp thì thấy manly lắm, nhưng mà nói chuyện một hồi thì họ giới thiệu nói là có người yêu là con trai. Hả? Người ta nói với em là có người yêu là con trai? Dạ. Thì ở đây mấy cái chuyện nó cũng open lắm chị. Nhưng mà có em rút kinh nghiệm, em yêu mấy người gay rồi. Vậy chưa? Em để ý mấy người rồi. Mới bị một người, mới bị một vụ hay là dạ gì không? Rồi. Ba lần. Ba lần. Số em xui vậy, người ta bất có tâm ba bận chứ. Dạ thì đó, cho nên ba lần trúng gay hết cả ba. Dạ. Cho nên là thôi. Em có rút ra được một cái kinh nghiệm gì là mình nhìn như thế nào là để mình phân biệt được người đó là gay không? Để chị nhìn anh này coi. Không lẽ lần thứ tư cũng vậy? Chuyện như là cái giác quan thứ sáu vậy, nói chuyện một hồi thì sẽ biết. Nếu như người ta không có nói thẳng với mình thì nói chuyện cũng sẽ tự thấy được là có cái gì đó nó sai sai. Em men không em? Em men không em? Sao em biết em men? Bà con nói em men. Bà con là ai? Bạn bè, anh chị em trong phòng. Bản thân em có thấy là em men không? Thấy cô không thấy độ gay.
Có khi nào em thích một em thấy một chàng trai nào đó mà em cảm thấy cảm mến và thích thích muốn tiếp cận, muốn nói chuyện, muốn làm quen không? Không có. Thế em thấy một cô gái đẹp em có thích, em muốn tiếp cận hay muốn làm quen không? Dạ có. Có. Chắc không? Dạ. Tạm tin em. Vậy tình trường của em thì như thế nào? Em đã trải qua được mối tình nào chưa ngoài ba cái lần không được may mắn đó? Dạ chưa chị. Vậy là em bị xui rồi. Mình phải coi là cái phong thủy nha. Mình phải giải hạn nha. Giống như chị ở Việt Nam, chị hay thường gọi là đốt phong long đó em. Em hiểu không? Em phải đốt lửa lên, em bước qua bước em lại. Em đang suy nghĩ tới chuyện đó đó chị. Chứ bây giờ chị thấy em bị đen quá. Người ta một lần, hai lần. Đúng không? Đúng không em? Ủa hai bạn là người nhà của hai bạn này hả? Hai bạn là bạn của bạn nữ thôi. À đúng không, tụi em phải làm sao giải hạn giùm cho cổ. Người ta nói bất quá tam ba bận, mà bây giờ cổ ba lần mà gặp luôn ba anh gay thì như vậy là một cái vấn đề nan giải rồi. Vậy là thương quá, thương cô này quá, chưa có bạn trai. Vậy em có hôn nhau lần nào chưa? Dạ không chị, nắm tay còn chưa. Nắm tay còn chưa luôn? Dạ. Ôi một cô gái chưa được nắm tay, em có muốn nắm tay người cô gái còn trong trắng trên tờ giấy trắng không? Muốn không? Muốn ha. Chúc cho thử ha. Rồi, thế em có bao nhiêu mối tình rồi? Em trải qua 3 mối tình. Chắc không á, đừng có nổ. Không, nếu như là mấy cái lẻ lẻ thì lẻ lẻ, có mối tình nào sâu đậm nhất không? Thì có một mối tình nhiều nhất là gần đây nhất là 3 năm. Quen 3 năm? 3 năm sao chia tay? Thì như tính em thì không bao giờ giận. Nhưng mà thì con gái, thường con gái phải thích giận vậy là lỗi nữa đó. Thấy chưa, tôi nói mà không thì... tính. Giận nhiều quá em mệt á. À em không thích giận. Nhưng mà người ta giận em cũng làm biến năn nỉ. Không phải làm biến năn nỉ thì cũng năn nỉ, nhưng mà 3 năm liền năn nỉ hoài. Rồi vậy mà chia tay đó hả? Không thì... cải thiện được hả? Tình yêu không có làm nên tất cả. Thì đúng, thì lúc đầu cũng có chịu đựng. Thì nghĩ là giống như mới quen thì người ta nhõng nhẽo, người ta gì đó để mình quan tâm người ta. Nhưng mà càng lúc tần số giận nó càng tăng. Thôi bỏ chuyện cũ, giờ làm lại chuyện mới nè. Yêu là nói, không thích cũng phải nói, góp ý, chia sẻ mới dẫn tới được cái con đường lâu dài trong cảm xúc, trong tình yêu mới tiến tới hôn nhân được. Bây giờ em mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Em thì cũng không đòi hỏi gì nhiều, nói chung thì cứ quan tâm, chia sẻ với em. Ít giận em càng tốt. Bên đây giận nhiều. Nhưng mà ta giận đúng có lý do. Đúng rồi, giống như giận có lý do thì được. Về ngoại hình em muốn một người bạn gái như thế nào? Em thích kiểu đơn giản. Đơn giản là sao? Em thích người hiện đại hay người truyền thống? Nửa này nửa kia. Em không thích make up nhiều. Nhưng mà thí dụ người ta make up, người ta thấy ta đẹp thì sao? Vậy là em make up như vậy, chị như chị là em không thích. Đâu, như chị là đẹp mà. Thì đâu phải là em nói em không thích make up đâu. Nhưng mà đừng có make up đậm như là... Như vậy là đậm hay là không đậm hay là vừa? Hay là vừa. Hãy nhìn thẳng vào mắt chị, em thấy gì? Ok không? Vừa hả? Ok, vậy được rồi, nó không có khó tính lắm đâu. Em nghe tiêu chí của ảnh rồi cái gì? Dạ. Em thấy em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Cái phần thích thì chắc là cũng được 80%, nhưng mà cái phần không thích mà giận thì cái này là em đang sửa từ từ. Dạ. Em muốn người bạn trai như thế nào? Em muốn người bạn trai có trách nhiệm, có chỉ cầu tiến, không hút thuốc. Nếu mà không nhậu nhẹt càng tốt, nhưng nếu có nhậu thì nhậu ít thôi. Đừng để tới mức say xỉn rồi không có kiểm soát được. Xí xí. Sao em nói nhậu bên đây bịt bịt mặt là vậy? Hay say xỉn lắm hả? Có hút thuốc không? Không, không hút thuốc. Nhậu nhẹt khá khá. Bao nhiêu lâu nhậu một lần? Tuần nhậu một lần. Một lần nhậu một tuần. Lần nhậu một tuần. Tôi không thấy độ đó. Nhưng mà... nói sao ta? Vậy như là em thích đi chơi vui với bạn. Một lần uống bao nhiêu chai? Tại thường em nhậu em chưa không uống chai mà. Đâu, đâu, banh banh cái tay ra tôi kiểm tra coi. Ông ấm ấm quá vậy, mở mở coi. Sắp tới kỳ sinh nở, bớt nhậu lại thanh niên đó nha, sức khỏe còn sinh con nữa đó. Điều gì em không thích ở người bạn trai nữa? Em không thích bạn trai trưởng. Về ngoại hình thì cao hơn em, tại vì em cũng hơi em nhỏ cao. Cả bao nhiêu? 1m6 trở lên. Ok, được, đủ chuẩn. Dạ. Mắt mũi miệng, tóc tai, quần áo, phong cách đừng có xòe xòn quá, nhưng mà cũng không cần phải chân diện quá, cứ là bản thân mình là được rồi. Chỉ đơn giản vậy thôi. Cho chị mượn miếng tấm hình của em. Dạ. Hồi nãy giờ em đã nghe bạn gái giới thiệu về bản thân mình rồi. Đây, trong tấm hình này em hãy nghĩ cô gái ấy là ai, đoán thử xem. Hình ít người lắm, nghĩ không cần phải gợi ý đâu. Nãy giờ nghe cô chia sẻ cái linh cảm của em. Theo em nghĩ nha, sao em lại chọn cô gái che mặt là vậy? Đưa đi coi. Hãy đợi chờ xem kết quả của mình như thế nào nha. Cho em xem thêm một tấm ảnh nữa. Giờ em hãy chọn lại cô ấy là ai.
cô này có trong đó không? Đúng cổ chưa? Đâu? Cô nào? Đến cơ hội lần thứ hai thì anh ấy mới nhận ra nha. Em đưa hình này dễ quá à. Nguyên tấm hình gia đình có mình em hả? Thì người ta phải nhận ra em rồi. Hồi nãy bên này anh nhận ra cô này nè. Anh nói em là cô này nè. Đó. Thôi nhưng mà hình nó chỉ là phản ánh khoảng 50% sự thật thôi. Rồi bây giờ thì mời hai bạn hãy trực tiếp trò chuyện với nhau qua cánh cửa trái tim này nha. Các bạn sẽ có ít phút. Nè nè nè, cái gì đó làm đi. Trời ơi, nhiệm vụ. Dạ. Em cảm ơn. Em cũng có món quà tặng anh. Anh là mới qua đây được 5 năm à? Bình thường anh đi làm và đi học như vậy là bận. Giờ này anh học online không? Tại anh đang là mùa cuối. Mùa sau mới lên cao tết thì nó mới bận rộn hơn. Em có sở thích gì đặc biệt không? Sở thích đặc biệt hả? Vậy thì chắc là không, nhưng mà hồi mấy năm trước còn đi học thì em hay thích vẽ. Thích vẽ, thích thiết kế. Còn lại thì chắc là thích đi du lịch, đi chơi. Anh hiện tại là ở với ba mẹ hay là ở một mình? Anh đang ở với ba mẹ. Ba mẹ. Em qua bên này lâu rồi mà em nói tiếng Việt vẫn được. Dạ, tại vì ở nhà nói tiếng Việt không mà không có. Hi, hello. Sao nãy giờ tâm sự được vậy nhiều chưa? Cũng được sao sao chị. Quan điểm về tình yêu của em như thế nào? Chưa bây giờ cho nên là nó đơn giản lắm vậy. Em nghĩ là tùy duyên. Như là nói chuyện hợp với lại tính cách phù hợp. Phải thẳng thắn với nhau. Em có nghĩ là trong tình yêu cái nhìn đầu tiên là quan trọng nhất không? Lúc trước có. Có nhiều người á là nhìn nhau chưa thích nhưng người ta vẫn tìm hiểu một thời gian người ta mới thích. Ta đã yêu chậm. Nhưng mà chị tưởng là nhìn thích là thích mà không thích là không thích. Thì đàn ông như thế nào? Em có như vậy không? Em không nghĩ vậy. Tôi cho hai bạn một cơ hội. Cho chị mượn tay em. Mượn tay em. Hai bạn hãy thử nắm tay nhau xem có cảm nhận được gì không. Người ta nói điện cũng có thể truyền qua nhau đó các bạn. Hãy nhìn vào mắt nhau đi. Hãy nắm tay nhau 30 giây để xem có cảm xúc gì không. Rồi tự mỗi người hãy giữ những cảm xúc đó cho riêng mình, những suy nghĩ đó cho riêng mình. Đó là một cái cơ hội để chúng ta cảm nhận. Tại vì cô bạn gái này nói là chưa được nắm tay ai bao giờ. Mình nắm tay đi bạn, mình nắm tay có nghĩa là mình mân mơ vậy chứ không phải là mình về hoài sao cảm nhận được. Cái lòng bàn tay nó mới là có cái sự truyền điện. Hết thời gian, đủ rồi, lố giờ rồi. Bây giờ Tường có thêm một trò chơi nữa dành cho hai bạn. Trên tay của Tường là những cái lá bài, trong này có những cái yêu cầu mà chương trình dành cho hai bạn. Chúng ta sẽ bốc thăm, trúng cái yêu cầu gì thì chúng ta sẽ yêu cầu đối phương làm cái điều đó. Mời em. Rồi, đọc lớn lên. Bạn khai khai thật, bạn thích nhất điểm nào trên khuôn mặt của đối phương? Không thích điểm nào của đối phương? Hỏi cổ đi. Em thích nhất điểm nào trên gương mặt? Cổ nói không có thích điểm nào hết. Thích nhất điểm nào trên gương mặt ảnh? Lông mày. Nữa sao tự nhiên ai cũng thích lông mày chứ vậy trời. Mắt mũi miệng đủ với cái thích không thích. Thích lông mày. Vậy là em thích lông. Không có. Không có. Đúng không em? Lông mày. Rồi, điểm nào trên gương mặt của anh đó em không thích? Có lẽ là đôi mắt đi. Hơi nhỏ. Tụi tôi thấy mắt to hai mí mà ta. Em lột mắt kia ra chị coi coi. Mắt to hai mí mà đâu có nhỏ đâu. Hơi bụp bụp chút xíu thôi. Là đeo kiến mắt nó bụp. Thôi, đó là ý kiến cá nhân của em. Được rồi. Có buồn không? Có giận không? Chắc là không đâu đúng không? Sao em sợ quá. Đọc lớn lên đi em. Cái này thiếu miên quá chị ơi. Bạn hãy hôn tay người đối diện và bạn cảm nhận như thế nào? Nói với anh á, anh hãy hôn tay em và anh cho em biết cảm nhận của anh như thế nào. Cái này kiểu như mời gọi á, kiểu dạng vậy á. Dạ. Rồi. Đây. Cho em mượn tay. Xấu sàng quá không? Không, cái này yêu cầu của chương trình mà. Đứng lên đi em, đứng lên mới tới em. Nhìn tôi làm chi trời, đâu phải hung tôi nào, nhìn tôi, nhìn cổ, cảm nhận như thế nào. Trình này chương trình nói thật không nha. Tay em nè. Tay em nè.
Trước khi đến quyết định cuối cùng, mời hai bạn cho các bạn thêm một lần thể hiện nữa. Mỗi người sẽ có 30 giây. Hãy nói lên lòng mình, hãy nói lên những cái suy nghĩ hiện tại của mình. Thì không cần nói dài, nhưng mà phải cần nói thật. Mời bạn trai nói trước. Chịu khó. Nhìn thấy không? Ok, còn em cảm nhận thế nào về anh ấy? Và em đang suy nghĩ gì? Em thấy anh ít nói quá. Ít nói còn ghét em nữa. Có vậy anh mới ế đó em à. Dạ, không, tại vì này anh kể là ảnh có quen vài người rồi. Nên là em không có nghĩ là ảnh nhát như vậy. Ok, rồi. Kính thưa quý vị, và bây giờ đã tới thời phút quan trọng nhất. Đó là giờ phút các bạn sẽ đưa ra quyết định của mình là có bấm nút để hẹn hò với nhau hay không. Tường xin nhắc lại, nút bấm này rất là thiêng liêng quý vị ạ. Khi chúng ta thật sự có sự rung động và cảm nhận được đối phương có thể là một nửa mà mình đang tìm kiếm thì chúng ta hãy bấm nút. Chúng ta không vì bất cứ một lý do gì, không cần phải lịch sự. Bởi vì chúng ta bấm nhưng lòng chúng ta không muốn bấm mà chúng ta vẫn bấm, đó là mất lịch sự chứ không phải là lịch sự nhé. Tại vì hãy dành cơ hội đó cho những người khác. Cái từ mời hai bạn hãy đặt tay vào nút bấm. Bây giờ là thời khắc quan trọng nhất. Hai bạn hãy nhắm mắt lại. Thì Tường sẽ đếm từ 1 đến 3 và hai bạn sẽ đưa ra quyết định của mình. Một quyết định thành thật nhất, thẳng thắn nhất. 1, 2, 3. Hết thời gian. Tại sao em không bấm nút? Thì em thích. Chị cũng nghĩ vậy. Em thích vui vẻ, em không biết giận, không biết buồn, đúng không? Nhưng mà phụ nữ thì người ta có cái chiều sâu hơn, người ta nhiều cái cảm xúc hơn. Thế em gái, tại sao em không bấm nút? Em thấy anh hơi bị thụ động. Em cũng không phải là một người, em cũng vui vẻ, em cũng một người bạn trai có thể vui vẻ hơn cái em nữa, như là nói nhiều hơn nữa. Chứ cả hai chỉ có một mình em nói thì buồn quá. Thật ra thì Tường cũng rất tiếc, nhưng mà với cái giác quan của chị thì chị cũng nghĩ rằng hai bạn không bấm nút. Bởi vì chị cũng đã mai mối rất là nhiều cặp rồi. Các bạn ở cái nhìn đầu tiên nó chưa có một cái sự rung động dành cho nhau. Nhưng mà không sao cả, nuối tiếc của chương trình. Nhưng đó là cái sự quyết định, cái đó là cái sự chọn lựa và đúng đắn của các bạn. Mời hai bạn đứng lên. Tường thay mặt cho chương trình chúc hai bạn, đặc biệt là em gái, sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Các bạn đừng lo lắng, có thể là quý vị khán giả đang theo dõi chương trình có ai đó đang rất thích em, họ sẽ liên lạc với chương trình để tìm hiểu em. Ngược lại cũng sẽ có cô gái nào đó dành những cái like, những cái sự quan tâm đặc biệt đến cho bạn. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Cảm ơn hai bạn đã tham gia với chương trình. Dạ rồi, em cảm ơn. Cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình. Chương trình được phát sóng 10 giờ thứ 3, thứ 5, thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Quý vị hãy theo dõi và nhấn subscribe để ủng hộ chương trình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Em thấy hơi ngợp tí. Sao ngợp? Dạ, ngoài này bạn xí quá nên là đầu óc mình nó giống như nó bị choáng ở cái sự xinh đẹp đó, nên là mình cái sự xinh đẹp hả? Mình không suy nghĩ được gì nhiều cả. Trời ơi, cũng gì ngọt ngào dẻo miệng dữ ha. Chọn xế đầu năm ngập tràn may mắn. Tặng ngay 6 triệu đồng thì mua Frigo S, tặng ngay 4 triệu đồng thì mua Frigo, tặng ngay 2 triệu đồng thì mua Grande Janus. Mua Exciter 155. Chúng tôi chờ chuyến đi xe mô tô GP tại Malaysia. Cát Tường và Hứa Minh Đạt chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Cát Tường xin thay mặt chương trình cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Ngay bây giờ Cát Tường cũng không để quý vị chờ lâu đâu. Chúng ta hãy vỗ một tràng pháo tay thật lớn để chào đón hai chàng trai của chương trình ngày hôm nay. Rồi giờ đúng ghế của mình, đừng lộn ghế nha. Hai chàng trai, một chiếc ghế xanh, một chiếc ghế đỏ. Rồi cứ để lên bàn đi em. Okay. Hai chàng trai đã có mặt ở trên sân khấu thì còn chần chờ gì nữa, một tràng pháo tay cho hai cô gái xinh đẹp. Thank you.
mời. Wow, quá xinh xắn. Chào em trai ghế sau. Em tên gì? Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào hai bác, em chào hai bạn hai bên. Hai bác ở đâu vậy? Đâu hai bác hả? Chào hai bác. Một bác ở đâu ra hai bác? Trời ơi, em Cận Thị hả? Dạ. Trời, tội nghiệp quá, đeo vô. Dạ. Trời ơi. Dạ, em chào bác, chào chị. Dạ. À, đó. Dạ, em tên là Lê Phước Lộc, quê ở Bến Tre. Em hiện tại đang công tác và làm việc tại Hồ Chí Minh. Em đang là chuyên viên tín dụng của ngân hàng Vietcombank. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Điểm mạnh của em là thật thà. À, vui vẻ hòa đồng với mọi người. Điểm yếu của em là nhiều lúc là hơi cầu toàn, hơi tỉ mỉ. Và em cần làm cái gì thì nó chắc cái đó, cho nên đâm ra thì nó thường nó mới bị mất cơ hội. Tại vì thường công việc của em cũng tương đối là nhiều, cũng áp lực là nhiều. Hằng ngày em làm thì khoảng tới 7-8 giờ tối mới về, tại vì khối lượng công việc nó nhiều quá. Nhằm khi thứ bảy chủ nhật em cũng vô ngân hàng, rồi thời gian còn lại thì em cũng có một số cái việc kinh doanh nhỏ, business nhỏ chung với một số người bạn, đồng nghiệp này nọ các thứ. Ví thì dù cụ thể là kinh doanh cái gì? Dạ thì em cũng có đầu tư chứng khoán, cũng có làm một số cái là về yến xào á. Thì cũng đang có là hợp tác với một số bạn bè để làm cái xưởng yến xào. Thì nó ở một giai đoạn đầu. Năm nay em nhiêu tuổi? Dạ em khoảng 27 tuổi. Khoảng là sao? 27 tuổi. Tuổi mà cũng có khoảng nữa. Dạ. Rồi nói chung là tuổi trẻ tài cao, nhiều công việc. Rồi bây giờ cô gái mặc áo màu đỏ ngồi ghế màu xanh của tôi nè, em giới thiệu về mình đi. Dạ em chào anh Đạt, em chào chị Tường, chào hai bạn nam với lại chào bé và hai chị. Em tên đầy đủ là Trần Thị Hồng Hiền. Em sinh năm 96, quê của em ở Bến Tre. Hiện tại thì em đang làm admin cho một công ty cho thuê nhân lực chăm sóc khách hàng cho các dự án. Thì dự án của em đang làm là dự án foodie. Hãy giới thiệu về thế mạnh và thế yếu của mình cho mọi người biết luôn đi. Dạ, điểm mạnh của em thì em rất là dễ thích nghi với môi trường mới. Thế là em hòa đồng, dễ gần với các bạn. Ngoài ra thì em cũng rất là biết cảm thông cho người khác. Dạ, ví dụ như bạn nam quen em mà có bận công việc gì nhiều quá thì em vẫn cảm thông mà không có kiểu như là không bắt thông cảm bạn hả? Dạ, không bắt bạn nam lúc nào cũng phải ở bên cạnh mình á. Dạ, điểm yếu thì em rất là nóng tính. Nhưng mà chỉ cần cho em thời gian để em có thể một mình em dịu xuống. Thời gian là bao nhiêu lâu? 2 giây hay là 2 ngày hoặc một tuần lễ là em hay dịu xuống được? Dạ, tùy một cái chuyện mà em gặp phải nữa. Mà những việc gì làm cho em nóng tính? Về công việc hay là về chuyện tình cảm thì em nóng tính về vấn đề gì? Dạ, thường đa số là em sẽ nóng tính về công việc nhiều hơn. Nóng tính về công việc nhiều hơn? Dạ, do công việc áp lực mà dạng như những thứ mình đưa ra mà lại không được hoàn hảo như ý của mình á thì rất là dễ làm cho em cảm thấy là hơi bực bội. À, tức là thì ai cũng cầu toàn á, muốn công việc mình tốt mà. Dạ. Còn gì nữa không? Dạ, với lại em hơi bướng. Bướng bỉnh hả? Dạ đúng. Bướng là sao? Dạ, có những thứ là dạng như em chỉ muốn làm theo ý của mình thôi anh. Cái đó gia trưởng chứ. Gia trưởng là để dành cho bạn nam chứ. Cái đó không phải gia trưởng mà bạn đó nói cái đó chắc mẫu hệ. Rồi, ơi. Chàng trai ở ghế đỏ nha. Bây giờ em giới thiệu nè, em tên là gì nãy giờ hơi căng á. Căng hả? Có gì đâu mà căng. Lời đầu tiên xin chào anh Đạt, chị Cát Tường. Xin chào hai bạn nữ cũng như toàn thể tất cả mọi người trong trường quay ngày hôm nay. Mình tên là Đặng Đức Hùng, mình sinh năm 1989. Quê mình ở Phú Thọ nhưng mà mình sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh này. Và hiện tại mình đang là một lập trình viên. Công việc mình hiện tại ổn định chưa? Cá nhân em thấy là nó ổn. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Điểm mạnh của em thì cá nhân em nghĩ em là một người thẳng thắn, trung thực, cởi mở. Thì đó là về điểm mạnh. Còn về mặt điểm yếu thì em lại thấy mình là một người cầu toàn. Em hay để ý vào những chi tiết và hay có cái yêu cầu cao về cái độ hoàn thành của nó, hay là về những sự vật sự việc là phải yêu cầu nó có cái tiêu chuẩn cao so với bình thường. Mà trong công việc thôi hay là tất cả mọi thứ trong cuộc sống? Em thấy là hầu như tất cả mọi mặt trong cuộc sống là vậy. Nhưng mà đòi hỏi cao quá, mọi thứ chỉnh chu quá đôi lúc là rất là khó. Tại vì người ta sẽ không ai làm vừa ý được em, vừa lòng được em. Dạ đúng ạ. Theo thời gian thì em kiểu như là điều chỉnh mình lại được cái thái độ của mình với mọi người xung quanh nó nhã nhặn hơn. Vậy là được rồi, như là mình cũng có biết tự điều chỉnh là tốt rồi. Còn khuyết điểm gì nữa không? Em là một người nghiện hút, nghiện thuốc lá. Trời đất. Nhưng lập trình viên ngồi máy tính suốt mà. Dạ, rồi sao? Về mặt này thì hiện tại là em đang cố gắng cai thuốc. Em nghĩ là do mình cũng cô đơn quá lâu rồi, thế nên là nó rất là khó và nó bây giờ quan trọng. Bây giờ bến đổ động lực phải có người ngăn cấm, ngăn cản mình. Đúng rồi, động lực đúng không? Chính xác. Rồi, xong, tới bên kia. Em giới thiệu về mình đi. Đầu tiên em xin chào anh Minh Đạt, chị Cát Tường và quý vị khán giả. Em tên là Trang, năm nay em 26 tuổi.
Công việc của em là nhân viên văn phòng. Cụ thể hơn là em làm nhân viên nhân sự cho một nhà máy. Em sinh ra tại Nghệ An nhưng em chuyển vào và sinh sống tại thành phố Biên Hòa được 10 năm rồi ạ. Ở đó giờ là chào chị. Chào em, dễ thương quá. Dễ thương, dễ thương quá. Em có thích người đàn ông hút thuốc không? Thực sự là cũng khó có người phụ nữ nào mà thích người mình đàn ông hút thuốc ạ. Thì em cũng thế, em không ngoại lệ. Em cũng không thích người bạn trai hút thuốc ạ. Nhưng mà người ta đang có chiều hướng là sẽ là vứt bỏ thuốc. Đang tìm động lực, đang tìm động lực. Đối với một người phụ nữ có thể đủ sức để mà thuyết phục họ. Thì giờ điểm mạnh điểm yếu em nè. Dạ, đối với em thì em tự thấy bản thân mình là một người nhanh nhẹn, độc lập và khá là mạnh mẽ. Thì em cũng có biết nấu ăn. Dạ. Còn về điểm yếu á, thì em tự thấy là mình hơi cục tính một xíu do cái tính chất công việc là nhân viên nhân sự. Nên là khi mà mình xử lý vấn đề trong công việc thì đôi khi có những vấn đề mình không kiểm soát được cảm xúc thì mình hơi cục một xíu. Em có phải là tiếp người mà kỹ tính quá không? Em cũng là một người kỹ tính nhưng mà để mà kỹ tính quá thì cũng không phải. Có nghĩa là khi mà ví dụ như em đi làm về thì em thấy nhà bừa bộn á thì em có thể quét sơ hoặc dọn sơ thôi chứ không đến nỗi là phải sạch bóng vào ngay tại thời điểm đó. Chà, hai bạn hôm nay rất dễ thương nha. Dễ thương bạn nào cũng ổn hết trơn á. Bây giờ mình đi vô tìm hiểu một chút xíu về tình trường nè để cho mình hiểu nhau hơn ha, về tình yêu ha. Có kinh nghiệm nhiều chưa anh ghế xanh? Dạ cũng khoảng hai mối. Hai mối hồi sinh viên thì cũng có quen cô bé đó. Thì hồi xưa tụi em học từ một cái trường đại học kinh tế rồi chung một cái câu lạc bộ rồi tụi em quen nhau, quen cũng được khoảng hơn 2 năm á. Dạ. Nói chung là hồi xưa là kiểu là rất là hồn nhiên, rất là ngây thơ luôn. Thì sau đó thì tốt nghiệp ra trường mỗi người một công việc. Sau một thời gian thì bạn đi du học ở Nhật thì tha nhau quá thì ít liên lạc lại. Sau này còn gặp lại bạn đó không? Dạ vẫn gặp lâu vẫn tin hỏi thăm. Thì em với bạn đó vẫn là bạn từ hồi sinh viên tới giờ mà. Rồi mối tình thứ hai. Em đi làm trong ngân hàng rồi em cũng quen được một cái bạn thì khoảng năm rưỡi thì cũng vui lắm. Tại vì hồi xưa mình mới đi làm khoảng năm rưỡi thì lúc đó còn trắng không? Dạ cũng còn trắng. Tới bây giờ vẫn còn trong trắng mà. Tới bây giờ vẫn còn trong trắng mà. Dạ. Có biết gì đâu. Rồi, dạ. Dạ thì tới năm đó là em khoảng nhiêu ta? 24 tuổi mấy, gần 25 tuổi á, thì gia đình bạn đó cũng mong muốn là con gái người ta tới tuổi đó ở dưới ngoài quê rồi, người ta cần có một cái sự ổn định, cần có một gia đình. Đúng. Thì cái thời điểm đó thì thật sự là em nói là em công việc em cũng thấy chưa có đảm bảo được cái gì cho người ta cái cuộc sống, cho nên em chưa sẵn sàng. Thì bạn đó, gia đình bạn đó thì có cái lựa chọn tốt hơn. Thì bạn đó có gia đình thì bây giờ đi lấy chồng rồi. Dạ, cũng có em bé rồi. Dạ. Trời đất ơi, từ đó tới đây mấy năm rồi? Dạ, từ đó đến đây hả là khoảng 2018, 2019 gì đó, khoảng 2 năm rồi. 2-3 năm dạ, rồi, 2 năm nay là chưa quen ai hết. Dạ, thì em làm việc thôi. Phải mở cửa trái tim đi. Dạ. Sao? Cô gái, tâm sự về tình trường mình đi nè. Dạ, từ trước tới giờ thì em có tổng cộng là 3 mối tình. Mối tình đầu tiên của em là lúc em còn học cấp 3 thì em quen bạn này chung lớp với em. Dạ, tụi em quen nhau được tổng cộng là 3 năm cho đến khi mà tụi em lên Sài Gòn học đại học. Tụi em suy nghĩ lại thì cảm thấy tình cảm đó dạng như chỉ tình cảm trẻ con thôi á. Không có đủ chín chắn để bên nhau, với lại bạn đó cũng có cảm tình với lại một bạn học chung trường. Nên tụi em quyết định là chia tay. Dạ, mối tình thứ hai của em thì lúc em học năm 2 đại học. Thì em có quen cái anh này là làm ở chỗ làm thêm của em á, em làm nhà hàng. Thì anh này lớn tuổi hơn em, lớn hơn em 3 tuổi. Thì trong quá trình yêu nhau á thì ảnh rất là tốt với em, rất là cưng chiều, nuông chiều hết mực luôn. Tụi em quen nhau được gần 2 năm. Cưng chiều hết mực, mà lý do vì sao? Dạ, lý do là anh này có bạn gái ở nước ngoài nhưng mà cố phận lại như vậy nữa. Cả khi ảnh có bạn gái, ảnh vẫn giấu em cái điều đó. Dạ đúng rồi. Thôi bỏ luôn em ơi. Là không sao có gì là tiếng khi bạn gái không về là anh chia tay với em hả? Lúc dạ. Mà đang quen cô bé này là vẫn còn giữ thì liên lạc. Biết rồi, nhưng mà khi bạn gái về thì về nước là coi như chia tay với ảnh, chia tay với em. Dạ đúng rồi chị. Ảnh chủ động chia tay với em. Dạ đúng. Ảnh nói lý do gì? Dạ, ảnh nói là gia đình của ảnh muốn ảnh với chị này cưới nhau. Em cảm thấy như thế nào? Dạ, thiệt ra thì lúc đó em cũng còn trẻ chị. Thì lúc mà biết thì cảm thấy bị sốc xíu thôi. Nhưng mà đó là mối tình mà làm em sợ. Sợ hay là sợ? Em sợ. Sợ gì cơ? Thế là em sợ quen những người làm trong nhà hàng á chị.
Ủa kỳ vậy? Sợ sự lừa dối làm sao chứ sợ những người trong nhà hàng? Tại vì môi trường đó tự nhiên em phát hiện ra là các bạn nam dạng như rất là dễ giấu giếm bạn nữ đang quen để quen thêm một hai bạn khác đó chị. Sao vậy? Sao, tại sao môi trường đó là dễ? Sao môi trường giấu là môi trường nào cũng giấu được. Ta chỉ nấu bếp thôi mà. Tại em không hiểu sao nữa, nhưng mà bây giờ em có ác cảm với ai làm nhà hàng. Không, tại vì em chưa phai, chưa có trôi đi được. Thấy vô dừa rồi, đạp vô dừa, thấy vô dừa. Cú sốc thôi. Chứ thật ra chị nói với em là ai em cũng nên sợ chứ không phải gì đi những người làm nhà hàng. Dạ. Nhưng mà đừng có sợ tình yêu, tại tình yêu lúc nào cũng đẹp hết. Và cuộc tình thứ ba. Cuộc tình thứ ba thì cách đây tầm khoảng 7-8 tháng là anh này em quen chung công ty của em luôn, quen được hơn một năm. Gia đình của em và gia đình của bạn là tính đến chuyện hôn nhân. Nhưng mà sau đó bạn lại cấm sừng em một trời ơi, cấm sừng hoài với em. Tại sao kỳ vậy? Nó về coi. Dạ. Vậy em có bị ác cảm với lại những người đồng nghiệp em luôn không? Dạ, em vẫn quyết định không quen người chung công ty. Trời, dạ, nhà hàng không quen, công ty không quen. Thôi bỏ qua đi em, giờ mình muốn tìm người bạn trai như thế nào? Mẫu nè. Mẫu hình mơ ước của em thì em mong là bạn nam cao hơn em. Cao hơn em cao nhiêu vậy? Dạ em cao 1m63. Mình nói có ai cao hơn không ạ? À để coi em chẳng... em trai cái xanh cao nhiêu? Dạ 1m7 ạ. 1m7 em trai cái đỏ. Em 1m65 vừa đủ. Ngon lành. Vừa đủ, ok. 1m7, 1m65. Rồi sao nữa nè? Dạ em mong là bạn độc lập về tài chính, có thể tự lo cho bản thân của bạn được. Có điều gì em không thích ở người bạn trai không? Dạ em không thích bạn nam hút thuốc. Dạ em không thích bạn nam hút thuốc. Trời ơi, gì nữa cưng? Dạ với lại em mong là bạn nam đừng quá kiểm soát em. Kiểm soát theo cái kiểu là giống như bạn nam cũ em quen á, thì bạn không cho em mặc đồ theo sở thích của em. Nên em sở thích em mặc đồ gì bị ngăn cản? Dạ thiệt ra thì em thích mặc đồ ôm, nên bạn thì bạn không thích. Với lại trong lúc quen bạn đó thì em không có mối quan hệ nào khác ngoài bạn nam. Là em không có bạn bè gì khác luôn, chỉ tập trung duy nhất thôi, bạn trai thôi. Nên em mong là mối tình tiếp theo của em sẽ không như vậy. À, rồi sao nữa? Mẫu hình gì nữa nè? Với lại em mong là bạn nam có thể thông cảm cho hoàn cảnh gia đình của em là em. Gia đình em sao nè, không đầu kể khổ gì dạ. Sao? Tại vì mẹ em chỉ có duy nhất một mình em thôi. Nên sau này em cũng muốn là có thể là sống chung hai gia đình. À, bắt rễ hả cưng? Dạ, bắt rễ thì không chị. Tại vì em biết là bây giờ đa số là sẽ là con một hoặc là con út thôi, nên chuyện bắt rễ thì nhà em không có phải là muốn bắt rễ á chị. Chứ sao? Nhưng mà em muốn sống ở gần mẹ em. Mẹ em thì không có bắt buộc em đi đâu, mẹ phải theo đó chị. Nhưng mà mong muốn của em là gì? Đó là cái mong muốn của em thôi, đúng không? Dạ. Rồi còn ba? Dạ, ba em mất lâu rồi. À, cho nên có hai mẹ con thôi. Dạ. Rồi, được, cũng đồng ý. Để kiếm anh nào mà có mẹ chồng đang sống với mẹ chồng á, hai bà xu sống chung với nhau vui. Mình phải... Tình trường mình sao cơ? Theo em hiểu thì khi mà nói đến tình trường thì nó phải là một cái mối quan hệ mà mình song phương kìa. Em thì em chưa có mối quan hệ như vậy cả. Cái gì, ba mấy tuổi chưa có mối quan hệ nào song phương? Dạ đúng rồi, em chỉ có đơn phương thôi. Em đơn phương người ta? Dạ đúng rồi. Có người ta nào đơn phương em không? Cái này em không rõ. À, em đơn phương người ta mấy mối? Có hai mối là em thấy là vẫn còn nhớ tới giờ, vẫn gọi là đáng lưu tâm. Bạn là một bạn nữ rất thẳng tính. Và em thì em rất đề cao cái sự thẳng thắn của các bạn nữ. Thì em cũng duy trì cái tình cảm này trong khoảng 10 năm. Trời ơi, tình đơn phương gì 10 năm? Tình đơn phương đôi khi thấy em cười vui, lòng anh sao xuyến. Trời ơi, sao em vĩ đại vậy? Em yêu cái gì mà 10 năm mà người ta không yêu em? Em yêu chi dữ vậy? Em rảnh quá ha. Và cái người con gái nó biết được tình cảm em dành cho cổ không? Dạ, bạn biết ạ. Em có tỏ tình không? Dạ có. Và bạn có trả lời sao? Dạ thì bạn từ chối thôi ạ. Từ chối? Mà em vẫn cứ theo? Không, dạ, trong 10 năm tỏ tình được mấy lần? Em nhớ phải ít nhất là 5 lần. 5 lần đều từ chối hết? Dạ. Nhưng bạn đó có bạn trai không? Em không biết về thông tin đó, em chỉ biết là giờ bạn đã có chồng rồi thôi. Thôi nói chung là vậy nè. Sống nó cũng vội vã. Mà nhiều khi mình cứ chút, mình chăm một điều gì đó, mình cứ cố gắng cưỡng cầu quá nó cũng không hay. Rút kinh nghiệm ở lần sau mình phải nhạy cảm một chút xíu. Thà ngay từ đầu, mình hay cảm nhận ngay từ đầu, thấy được phải cái gì vậy? Tình yêu nó phải cười hai phía. Nó phải tương tác với nhau mới gọi là một cái tình yêu. Chứ bây giờ mình đơn phương không thể gọi là mối tình được. Chị không có chấp nhận những cái mối tình đơn phương. Chị mà thích ai một lần, lần thứ hai, lần thứ ba cũng được. Tại sao phải cực khổ vậy? Trong cuộc sống nó còn nhiều cái thú vui khác. Thậm chí dù không có bộ luôn cũng được, để thành tâm trí làm những cái cuộc chuyện khác, gia đình, rồi đủ thứ, mọi thứ để phát triển sự nghiệp. Dạ. Hy vọng lần này em sẽ may mắn hơn. Cảm ơn chị. Đừng phí tuổi xuân mình vào những cái điều vô bổ. Lần này sẽ tươi sáng hơn. Bây giờ mẫu hình nè. Em quan tâm tới cái mặt tính cách nhiều hơn, thì em mong muốn là bạn là một người thẳng thắn,
một người cởi mở và sẵn sàng mình nói chuyện với nhau, mình trao đổi với nhau. Em đề cao cái tính thẳng thắn của bạn. Rồi em cũng chỉ mong là bạn xinh thôi hết rồi. Nam mà ai muốn nữ xinh ha. Rồi, tới em gái. Đây, đây em. Em thì có hai mối tình. Mối tình đầu tiên là sau khi em tốt nghiệp đại học. Thì ra là người này là do một người quen mai mối cho em. Thì lúc đấy mới ra trường cũng chưa có cái công việc ổn định. Thực ra em mới đi làm cho nên em muốn là mình tích lũy về kinh nghiệm, tập trung về công việc và gia đình. Cho nên là hai người đã đồng ý là sẽ dừng lại mối quan hệ. Và sau đó một thời gian thì ảnh đi lấy vợ. Dạ, còn mối thứ hai thì lúc đó là cách đây một năm. Thì cũng vô tình quen biết ở trên một cái trang xã hội, mạng xã hội thôi. Em không có ấn tượng gì nhiều. Tại thực tế thì khi mà gặp qua một vài lần thì cảm thấy là tính cách không có hợp. Thứ hai nữa là không có đủ cái đảm bảo về cái kinh tế sau này để mình có thể là dựa dẫm và mình có thể là yên tâm. Cho nên là em cũng quyết định em dừng lại. Bây giờ mình muốn tìm một người như thế nào? Thì em cũng mong muốn tìm được một người bạn trai. Thì như hồi nãy em nói, tính em cũng khá là mạnh mẽ, độc lập. Cho nên là đôi khi em cảm thấy mình không có được dịu dàng như những người con gái khác. Và em cũng mong là người bạn trai có thể là hiểu cho tính cách của em và bao dung cho tính cách của em một tí. Có thích cái mẫu cao, thấp, mập, ốm gì không? Có tiêu chuẩn gì không? Ngoại hình đối với em thì ưa nhìn một xíu. Tại vì hồi nãy em có nghe bạn ghế đỏ gọi là hút thuốc thì... Tại trong đầu em trước đó em cũng hình như trong đầu là hình mẫu của mình không phải là một người hút thuốc. Cho nên khi mà nghe bà không bỏ rồi, người ta quen em là người ta bỏ rồi, hiểu không? Dạ, cho nên là em cũng mong là người ta có động lực để người ta bỏ. Đúng rồi. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân nè. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Minh Đạt ạ. Em bác gái hơi run nên em nói thay bác gái. Nhưng mà em là đi chung hay là... Dạ, em đi chung, em là chị đồng nghiệp với cả bé Trang. Rồi, dạ, thì là đây mẹ Trang hả? Dạ, đây mẹ Trang. Dạ, thì Trang thì thực sự là rất là mạnh mẽ, với cả là bên trong thì thực sự là cũng nói ngoài mạnh mẽ vậy thôi, chứ bên trong yếu đuối ạ. Thì như nãy giờ là ngồi nghe hai bạn Nam chia sẻ thì em cảm thấy là đúng là cái anh ghế đỏ thì có vẻ là cũng thực sự là em thấy là cũng phù hợp. Chỉ mong rằng là anh nói rằng là nếu mà có một cái mục tiêu thì anh có thể bỏ thuốc. Hai bạn mà đến được với nhau thì em với cả bác gái ở đây cũng rất là vui. Cảm ơn em. Nhưng mà Tường vẫn muốn nghe cô nói một vài câu. Bây giờ con hai chàng rể đó, cô lựa chọn rể đi. Cô không có đòi hỏi gì là cái người con là con rể là cao sang cho lắm. Chỉ mong rằng là con sau này một là hạnh phúc, hai nữa là có thông cảm chia sẻ cho nhau để là đi đến là hạnh phúc trăm năm. Dạ. Mà hôm nay cô có chấm chấm được anh nào chưa? Trong hai anh này cô chấm anh nào? Cô luôn luôn là muốn là con gái mình là muốn gần gần mẹ tí. Cô muốn là bên anh ghế đỏ nó ở Sài Gòn thì nó gần bên Hòa hơn. Rồi, cảm ơn cô ạ. Rồi, bên chị gái bên đây, mình là đi ủng hộ em nào? Dạ, mình là chị ruột của Hùng trước hết á, là về hai bạn nữ phía bên này á. Thì hôm nay mình rất là vui, tại vì hai bạn này rất là xinh luôn về ngoại hình. Cũng như là rất là dễ thương trong những câu chuyện các bạn chia sẻ. Cho nên thật ra mà để tư vấn cho Hùng chọn bạn nào, mình nghĩ là Hùng tự biết là người nào sẽ hợp với mình hơn. Nên cũng không cần phải tư vấn, nhưng mình chỉ xin là nó một chút xíu, đính chính cho em trai của mình thôi. Tại thấy mọi người băn khoăn về chuyện hút thuốc nhiều quá. Tức là Hùng thì là một người rất là đặc biệt đối với mình. Không phải là tại vì bạn là em mình đâu, mà tại vì bạn có những cái tố chất đặc biệt thật. Nhưng mà những cái tố chất đó thì phải qua tiếp xúc một thời gian dài, cũng như là có những cái hoàn cảnh mà nó khó khăn đặc biệt á, thì nó mới bộc lộ ra, thì người ta mới biết được. Chứ Hùng không phải là kiểu khoa trương, mà cũng không phải là kiểu mà biết cách để gây chú ý. Nhà tức là kiểu là nói được làm được á. Một cái kiểu người mà đáng tin cậy. Và cái kiểu người mà khi mà có chuyện khó khăn á, mình biết mình có thể dựa dẫm vào được. Và nếu mà có bạn gái thì mình tin chắc luôn là bạn sẽ là một người rất là tốt với bạn gái của mình, và rất là ủng hộ bạn gái của mình phát triển cái bản thân của bạn đấy. Chứ không phải là cái kiểu mà phải gò bó theo cái này theo cái kia. Nhưng mà nói chung thì đối với em á, Hùng là một người rất là đặc biệt. Mặc dù em được mang tiếng một người mạnh mẽ, nhưng mà nếu mà người đàn ông nào mà em dựa vào được á, thì chỉ có ba em mới là em trai của em thôi. Ok, cảm ơn em. Rồi, chờ gì nữa nè? Còn chờ gì nữa, chúng ta sẽ mở cửa trái tim cho các bạn gặp nhau nhé. Hai ba. Mở cửa trái tim. Nào nào. Tan. Vậy chắc trước tiên là mình có một món quà nhỏ gửi tặng hai bạn. Rồi.
Mình xin gửi bạn. Em cảm ơn ạ. À, mình xin gửi bạn. Em cảm ơn. Rồi. Em cũng không muốn quà nhỏ tặng bạn. Dễ sao? Dạ em cảm ơn anh. Rồi. Cảm xúc đầu tiên của em khi mở cửa cái trái tim này ra nhìn thấy hai cô gái, cảm xúc của em như thế nào? Hai bạn xinh. Rất là xinh. Thì gì nữa? Nguyễn chưa? Lừa hại luôn. Nguyễn chưa? Khớp. Khớp. Không biết từ có sao xíu có rung động gì chưa? Có một gì chớp vậy trời. Đó là nghèo lia lịa luôn á. Hay là hồi hộp quá. Trong lòng mình đã có tia có hướng nghiêng về cô nào chưa hay là đang còn mong lung? Dạ cũng có định hình. Có định hình rồi. Dạ. Tốt. Bên đây. Sao Hùng sao? Em cảm thấy hơi ngợp tí. Sao ngợp? Dạ, tại hai bạn xí quá nên là đầu óc mình nó giống như nó bị choáng bởi cái sự xinh đẹp đó nên là mình... À, cái sự xinh đẹp hả? Mình không suy nghĩ được gì nhiều cả. Trời ơi, cũng bị ngọt ngào dẻo miệng dữ ha. Hai em gái của mình thì sao? Em gái ở cái đỏ. Cảm xúc đầu tiên khi mà nhìn thấy hai anh là như thế nào? Dạ, thì đầu tiên em thấy hai anh cũng có cái tiêu chỉnh như là ban đầu là ngoại hình ưa nhìn rồi. Ưa nhìn. Dạ, còn phần cảm xúc thì em thấy cái câu chuyện của anh thì có một số những cái điểm giống với những cái tính cách hiện tại của em. Em cũng cũng hơi suy nghĩ một xíu. Rồi, còn em thấy sao? Dạ, thì em cũng thấy hai bạn nam ngoại hình rất là ưa nhìn. Với lại cũng có một tí đặc điểm của người mà em mong muốn. Đâu thí dụ đặc điểm gì cho anh nghe coi. Dạ, thứ nhất là nhìn có thể tin cậy được. À, mỗi người đàn ông tin cậy được. Dạ. Rồi bây giờ mình giao lưu đi, và các bạn có muốn hỏi tao gì nhau không nè, trò chuyện gì không nè. Cái đó, Hùng. Dạ. Muốn hỏi gì cô nào không, hỏi đi. Trang đúng không ta, Trang đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Anh hình dung là em đang sống rồi làm việc ở Biên Hòa. Dạ. Như vậy thì sau này nếu như mà chúng ta có ở trong một mối quan hệ với nhau. Dạ. Như vậy là anh hình dung là anh sẽ chủ động gặp em đúng không? Ở Biên Hòa. Tại vì thực sự thì em ở Biên Hòa, nhưng mà cái thời gian để em dành thời gian để em lên Sài Gòn em đi chơi hay là đi công việc hay là đi công tác thì rất là ít. Và em thực sự không có biết quá nhiều về Sài Gòn. Lên Sài Gòn em xa lạc luôn á. Em không biết đường, không có rành ra đường ạ. Không dạ. Sao đâu. Em cứ lên Sài Gòn đi lạc vào tim anh được mà. À, lạc vào tim anh rồi, thả thính rồi, ghê quá. Trời ơi, chứ tôi có ngờ, không biết nói chuyện dữ ha. Nếu như mà hai đứa mà có tiến tới với nhau được, tìm hiểu nhau thì mình nhắm là mình bao lâu thì mình sẽ gặp nhau được một lần để mình tìm hiểu, hẹn hò, đi chơi, đồ ăn uống rồi. Thường thì thứ bảy chủ nhật em đều rảnh cả mà. Nên là nếu như mà Trang đồng ý hẹn hò với mình thì thứ bảy chủ nhật nào cũng có thể dành cho Trang được. Wow. Yeah. Em hơi thắc mắc một xíu là anh hồi nãy có nói là anh khó tính với anh kỹ tính á. Thì tại vì bản thân em cũng tự thấy là mình khó tính, mình cũng hơi kỹ tính một xíu. Nhưng mà ở cái mức độ mà kỹ quá thì ví dụ như trong trường hợp là anh và anh về nhà đi, nhưng mà nhà nó hơi bừa bộn một xíu, mà ví dụ là em đi em mệt á, em không có chưa kịp dọn á, thì anh thấy sao, anh nghĩ sao ạ? Không dọn. Trong tình huống đó thì anh khó chịu chỗ nào thì anh xử lý chỗ đó. Ví dụ như anh thấy nhà nó dơ và anh muốn nó sạch đúng không, thì anh sẽ đi lau. Đơn giản thôi mà. Cái vấn đề mà anh nghiện thuốc lá thì em không có gì hết, nhưng mà em chỉ nói là tại vì thực sự là đối với em thuốc lá nó là cái hình ảnh nó không có được tốt. Tại thực sự hồi trước thì ba em cũng là một người rất là nghiện thuốc lá và cũng bị mất do một phần là vì thuốc lá, cho nên thực sự là em rất là mong là anh cố gắng hết sức để mà chúc anh thành công, bỏ cái thuốc lá đi. Cảm ơn em. Dạ. Đó, vì sức khỏe của anh thôi, thấy không? Vì tương lai chúng ta nữa. Rồi, okay. Còn gặp xanh này sao đây? Bạn này muốn hỏi ai câu nào hỏi đi. Anh mẹ lên. Hỏi bạn áo đỏ. Hỏi bạn áo đỏ. Rồi. Ở đây, em có áo đỏ chứ không phải là đi du lịch không? Thật ra thì từ trước đến giờ các mối tình của em thì em chưa có đi du lịch với bạn trai lần nào hết. Với lại con người của em thì em thích trải nghiệm du lịch dạng như là nghỉ dưỡng nhiều hơn là đi khám phá. Nên nếu mà anh cũng muốn như vậy thì có thể mình có thể suy nghĩ đến chuyện sẽ đi du lịch cùng nhau. Mà hai bạn nữ có tặng quà gì không nè? Dạ có. Có, à có tặng quà. Em gửi tặng anh một cuốn sách em rất là thích. Mong là anh sẽ đọc sách. Cảm ơn em. Bên đây là cuốn sách, lấy ra coi sách gì? Yêu những điều không hoàn hảo. Làm sao để chấp nhận chính mình trong một thế giới tuyệt vọng, phấn đấu cho sự hoàn hảo. Bây giờ tìm hiểu nói như đó rồi, bây giờ làm gì văn nghệ cho nó vui nè.
Dạ hát được không? Em hát được không? Hát nhưng mà chắc em hát một đoạn ngắn thôi anh nha. Hát ngắn luôn. Ngắn thôi. À dạ thì tay ủng hộ ảnh đi các bạn. Xong lên nè. Sau đây mình xin phép được trình bày một đoạn trong bài hát Giọt Nắng Bên Thềm. Wow. Rồi, Giọt Nắng Bên Thềm. Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi, chim vẫn hót sau vườn nhà tôi. Quên lời nắng. Giọt nắng. Cái bài cái tựa đó. Giọt nắng luôn lên gì đó. Mùa sớm mai kia chợt thấy hư vô trong đời, người vẫn đâu đây, người cũng đã như xa rồi, chỉ là thế thôi. Xin thân. Trời ơi. Bài hát. Mình đi hát mà tình cảm mà sao em giống như là ngồi là giống như là vừa tình em thẻ mà vừa hát vậy cưng. Trời đất ơi. Không mà hát nó có hồn chứ bộ. Giọt nắng cũng hát cho mà. Có nghĩa là anh hát mà chị đang hồi hộp không biết là em còn nhớ cái câu sao không thiệt đó. Mà giống như đang chờ đợi một cái tiết tấu gì vậy. Không biết còn nhớ câu sao không? Em cười gì em, người ta hát tặng chương trình mà em cười gì á. Em cười gì á? Dạ tại vì em có suy nghĩ giống chị Từ. Em sợ bạn không nhớ câu sao. Bây giờ em hát đi, giờ tới phiên mình. Dạ. Thôi bây giờ đàn khác hát rồi, đàn gái mình đang chế được. Giờ đàn gái phải có. Giờ hai bạn nè. Ai là người siêu không hát? Em thực ra thì em cũng có biết hát nhưng mà tông em không có lên cao được cho nên là em hát thấp khúc nhỏ thôi ạ. Rồi. Dạ. Ok. Giữ tay. Khúc nhỏ trong bài Tình Anh ạ. Ừ. Dạ. Thuyền xa sông, thuyền tìm ra biển lớn, theo tiếng gọi ngàn con sóng khơi xa. Thuyền có hay trong lặng lòng yên ả à, vẫn đợi thuyền nhớ bên sẽ quay về. Ngày anh đi để mình em đứng đó, anh có hay lòng em mãi thương anh. Đừng cách xa cho mi buồn đẫm lệ rơi vì người đi mãi. Em chưa? Cảm xúc thế nào? Hoàng hồn. Sao em? Hả? Dạ giọng của bạn rất là hay. Mời em đứng đó. Đâu bây giờ cho em nắm tay luôn á để tạo công suất luôn đó. Chị thấy như là em bị đứng lên. Em bị hết lại luôn á. Rồi bây giờ nói câu cuối rồi đó là hết giờ rồi đó. Nói gì nói đi. Đi. Em biết nói gì đâu. Xin phép nắm tay, okay. Xin phép bạn. À thôi xin phép cho em nắm tay em. Dạ. À. Em lạnh quá. Em lạnh quá. Thôi mình hẹn gặp lại nhau em ha ở Biên Hòa. Dạ. Okay. Trời có lời nhắn nhủ ngày đổ hôi quá. Lên Biên Hòa chơi không? Rất là dễ thương. Rồi nhỏ này cười gì qua. Dạ. Thử luôn chứ. Làm đi. Để em thôi hồi về nói sao chị tưởng cho em cơ hội. Dạ. Rồi xin phép người ta cho nắm tay rồi nhắn nhủ. Hiện tại thì cho bé nắm tay cái. Mình rồi cũng đây. Dạ. Rồi. Nói nè. Em có đồng ý là cho anh một cái cơ hội để mà chúng ta có thể là tìm hiểu nhau. Tại vì chương trình cũng đã là một cái cơ hội rất là tốt. Thì em cũng muốn là hai đứa mình có thể tìm hiểu trước. Ôi, rất là bến tre luôn á trời. Hãy nhìn về phía trước, nhắm mắt lại, lắng động, kiểm tra lại cái lý trí của mình, kiểm tra lại cái cảm xúc của mình. Và sau những cái hiệu lệnh của anh đạt thì chúng ta sẽ đưa ra quyết định là có bấm hẹn hò hay không. Rồi bây giờ mời tất cả các bạn hãy đặt tay lên nút bấm của mình đi nè. Bây giờ là khoảnh khắc quyết định. Các bạn sẽ phải đưa ra lựa chọn của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 4 3 2 1 Này anh cũng có cái tiêu chỉnh như là ban đầu là ngoại hình ưa nhìn rồi em cũng hơi suy nghĩ một xíu. Thì em cũng thấy hai bạn nam ngoại hình rất là ưa nhìn, với lại cũng có một tí đặc điểm của người mà em mong muốn nhìn có thể tin cậy được. Em ở Biên Hòa nhưng mà cái thời gian để em dành thời gian để em lên Sài Gòn em đi chơi hay là đi công việc hay là đi công tác thì rất là ít, và em thực sự không có biết quá nhiều về Sài Gòn. Lên Sài Gòn em xa lạc luôn á, em không biết đường, em không có rành đường ạ. Không sao đâu,
Em cứ lên Sài Gòn đi, lạc vào tim anh được mà. Từ trước đến giờ các mối tình của em thì em chưa có đi du lịch với bạn trai lần nào hết. Với lại con người của em thì em thích trải nghiệm du lịch dạng như là nghỉ dưỡng nhiều hơn là đi khám phá. Nên nếu mà anh cũng muốn như vậy thì có thể suy nghĩ đến chuyện sẽ đi du lịch cùng nhau. Bắp. Mời hai cặp đôi nắm tay nhau cả đã nè. Mừng quá. Lâu lắm rồi ông bà Mai mới lấy lại phong độ. Không, nhưng mà thật sự là hai cái cặp đôi này rất là phù hợp nhau. Rất là phù hợp với nhau. Tặng cho nhau nụ hôn để đánh dấu bước khởi đầu cái mối quan hệ nghiêm túc này. Rồi, Hùng với Trang. Xin phép. Phụ huynh đó. Hy vọng là Trang có thể cho anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của em. Wow. Xin phép con rắn trao cho em một nụ hôn ha. Trao cho em một nụ hôn luôn. Ủa gì vậy? Wow. Hai đứa nó cũng má hả? Nó khỏe má. Biết đâu thôi. Nó kẹt ta đi. Một cái điểm nhấn mà. Bây giờ thì chị Tường xin gửi tặng cho mỗi bạn một phần sản phẩm cốt súp heo của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Và sản phẩm không có chứa MSG và không có chất bảo quản. Rồi xin gửi tặng cho các bạn nhé. Em. Cảm ơn. Các cặp đôi bấm nút thành công, chương trình dành tặng cho các bạn một phần quà nhỏ, đó là gói premium của ứng dụng hẹn hò Speak Couple, một ứng dụng sắp ra mắt nhân dịp Valentine sắp tới với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Và trong ứng dụng này thì cũng sẽ có được sự tư vấn từ ông mai bà mối rất là duyên dáng nha các bạn nha. Và cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Các bạn hãy đón chờ ứng dụng an toàn, văn minh, thân thiện để mà tìm kiếm một nửa yêu thương của mình nha. Các bạn có thể đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng Netlove. Hãy truy cập ứng dụng Netlove để được đăng ký tham gia chương trình nhanh nhất các bạn nha. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ chương trình ghép đôi thần tốc sẽ được phát sóng vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube MTV Media. Và bây giờ thì Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau nha. Bye bye.